Hi, xin chào các bạn. Ở bài học trước, chúng ta đã cùng nhau tìm hiểu về cấu trúc lặp while. Ở bài này, chúng ta sẽ cùng đi sâu vào chi tiết và cách sử dụng vòng lặp do while. Để đọc hiểu bài này tốt nhất, các bạn nên đọc qua bài while, được không? Vòng lặp while trong C#. Tại vì cái do while này nó y chang như thằng while, nó chỉ ngược lại thôi. Là cái while á là nó sẽ kiểm tra điều kiện lặp rồi sau đó mới thực hiện. Còn do while nó sẽ thực hiện xong nó mới kiểm tra. Hết. Được chưa? Nên các bạn hiểu được điều đó, các bạn sẽ nắm được bài này rất là nhanh, rất là dễ hiểu. Ok, trong bài học này chúng ta sẽ cùng tìm hiểu các vấn đề cấu trúc của một vòng lặp do while trong C#. Các ví dụ sử dụng do while trong C#. Ok, cấu trúc của một vòng lặp do while trong C#. Mình đã mở sẵn video lên. Như while á, thì bạn cấu trúc như thế này đúng không? Đó. Do while nó sẽ như thế này. Do. À, vậy thôi. Bạn thấy y chang không? Nè, why nè, khi mà thỏa mãn thì làm điều này. Làm đi khi còn thỏa mãn. Và lưu ý nó có dấu chấm phẩy ở đây. Một lưu ý nhỏ nha, coi chừng mấy bạn quên, nó có dấu chấm phẩy ở đây. Ok, xong. Xong rồi. Do why và why khác nhau vậy thôi. Cho nên các bạn chỉ cần đọc qua bài why, các bạn hiểu bài why là các bạn hiểu do why ngay. Vậy đó. Ok. Thì nói lại luôn. Cấu trúc của nó ở đây chính là điều kiện lặp, điều kiện lặp, được không? Lỡ rồi nói lại luôn. Điều kiện lặp là một biểu thức logic bắt buộc phải có với kết quả trả về là true hoặc là false. Từ khóa do while biểu thị đây là một vòng lặp do while. Các câu lệnh trong khối lệnh sẽ được lặp lại đến khi thỏa mãn điều kiện lặp, đến khi mà điều kiện dừng thỏa mãn, hay có nghĩa là không còn thỏa mãn điều kiện lặp nữa. Được không? Rồi, đầu tiên trình biến dịch sẽ đi vào chỗ do nè, thực hiện khối lệnh bên trong. Sau đó gặp ký tự này, nó sẽ bay qua kiểm tra điều kiện lặp, chưa? Xem thỏa mãn hay không. Nếu kết quả là true thì sẽ quay lại đây thực hiện tiếp khối lệnh. Nếu kết quả là false, nó sẽ đi ra ngoài. Vậy thôi, kết thúc vòng lặp do while. Điều kiện lặp luôn bằng true thì vòng lặp do while sẽ trở thành vô tận. Điều kiện lặp luôn bằng false thì vòng lặp sẽ không được thực thi. Lưu ý à, vòng lặp do while sẽ thực hiện câu lệnh trong khối code xong rồi mới kiểm tra điều kiện lặp. Cuối vòng lặp do while có dấu chấm phẩy. Đó là những lưu ý chưa? Và phải có biểu thức trong đây một true hoặc là false, chứ không để trống được nha, không để trống được, sẽ để true được. Ok. Đó là cái cấu trúc. Rồi, đi tới ví dụ cho các bạn coi. Cực kỳ dễ hiểu, cực kỳ đơn giản luôn. Chúng ta cùng thử một ví dụ ha. Mình có ví dụ đầu tiên. Đây, có bị lại. Thật sự những ví dụ này cơ bản thôi, mình đã làm ở bài while rồi thì bài này đi trang chẳng khác gì. Tương tự. Cái này cũng sẽ in ra một ma trận số sử dụng do while. In ra ma trận số sử dụng do while, bạn xem qua bài while bạn biết à. Chỉ là mình có cái cấu trúc để bạn xem thử khi mà dùng do while thì cấu trúc ra sao thôi. Đó. Đây là ma trận số kết quả in ra. Giờ các bạn xem bài viết, các bạn copy code về, các bạn debug thử cũng được. Rồi, đây là ma trận số ngẫu nhiên ha, sử dụng cấu trúc do while ha. Đây. Trận số ngẫu nhiên sử dụng cấu trúc do while. Rồi chạy thử nè. Đó, đây là mã trận số ngẫu nhiên. Và chứ khác, chẳng khác gì luôn. Chỉ là do trước rồi xong tới while, xong tới while. Cái mã trận số ngẫu nhiên để sinh số ngẫu nhiên thì dùng cấu trúc như thế này, đúng không? Bạn phải tạo ra một cái random, sử dụng thư viện random. Rồi sau đó dùng hàm là random.nest, dùng hàm .net của nó, dùng hàm nest min và max, xong ra kết quả là kiểu in trả về một biến, xong biến nó xuất ra. Vậy thôi. Ok, rồi với một ma trận M như N thì sao? Mình muốn viết ra một hình chữ nhật M như N thì sao? Đấy, vậy thôi. Bạn đã hiểu được do, bạn đã hiểu được while rồi thì bạn chuyển thành do while dễ lắm luôn. Giờ đó. Như thế này. Rồi, chỉ là do trước, vậy thôi. Rồi, chạy thử nè. Đó, đây là cái ma trận mình muốn nói. Thấy không? Cực kỳ đơn giản đúng không? Chẳng có gì khó khăn cả. Bạn xem lại code, bạn đọc hiểu rồi, bạn ngồi bạn tự viết lại. Hãy tự viết lại theo ý của mình nha, chứ đừng có xem code rồi xong copy chang. Hiểu được cấu trúc, copy ở đây là mình sử dụng lại cấu trúc mình đã nắm, chứ không phải copy là copy toàn bộ code rồi về xài lại vậy thôi là nói là tôi làm được rồi. Mà hãy tự viết ra, hãy tự thử đi, tự làm được rồi. Rồi, đó, ví dụ như vậy, các bạn hãy thử nè. Các bạn hãy thử thay đổi thay đổi vertical, horizontal, mà thay đổi những ký tự này. Rồi bạn hãy thử làm thêm là đổi màu của ma trận được in ra.
giả sử mà bên này ngoài này màu vàng, giả sử bên ngoài này màu vàng, bên trong này màu đỏ màu xanh gì đó thì sao, bạn làm được hay không? Rồi nếu làm được rồi bạn hãy thử coi, thay vì vẽ ra hình chữ nhật thì bạn vẽ ra hình tam giác, hình ngôi sao, hình tròn thử coi, được không? Rất là thú vị, cảm ơn nha, chúc bạn thành công. Qua bài này chúng ta đã nắm được cách sử dụng vòng lặp do while, một cấu trúc rất là mạnh mẽ và tần suất sử dụng cũng ổn. Nói chung thường người ta xài while còn mà chẳng xài do while. À, rồi những đặc điểm của vòng lặp do while cùng những điều cần lưu ý. Bài sau chúng ta sẽ tìm hiểu qua một khái niệm mới, đó là hàm trong C#. Cảm ơn các bạn đã theo dõi bài viết, hãy để lại bình luận hoặc góp ý của mình để phát triển bài viết tốt hơn. Đừng quên luyện tập thử thách không ngại khó. Cảm ơn các bạn. Bây giờ chúng ta cùng chạy ví dụ nha. Ở cái dòng này là sử dụng ký tự đặc biệt để xuất nhập. Ở dòng này là sử dụng lệnh in ra màn hình.